Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với tựa game MU. Và đây là con game MU-PK.com. Đây rồi, huy chương vàng đã rơi này, anh em nhìn chưa, huy chương vàng này. Đấy, vật phẩm này không thuộc về bạn này. Nhặt 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 nhặt, đây là huy chương vàng anh em nhé. Đây rồi, ok. Đấy, đây là huy chương vàng, thì anh em có thể lên K4, K1, K2, K3, K4 để anh em farm. Thì tỷ lệ rơi ra huy chương vàng này cũng thấp thôi, cũng không cao. Và huy chương vàng này sẽ ném ra được tất cả các loại ngọc. Tí nữa về Loren mình sẽ ném ra. Còn bây giờ đang test PT. PT một bình hiện giờ đang nằm khoảng tầm khoảng 2 triệu. 2 triệu 2. Một con quái này, 2 triệu 6 này. Ok, bây giờ sẽ PT để xem lên được bao nhiêu. Bây giờ PT tạo nhóm. Rồi. Sẽ được bao nhiêu đây? Lên được một, lên được 4 triệu anh em ạ, gấp đôi luôn, x2 luôn. Lên được 4 triệu rưỡi luôn này. X2 kinh nghiệm lên luôn. Nếu anh em là muốn cày reset nhanh hoặc muốn cày master ấy, chúng ta lên K4. Quái vừa đông, lại kinh nghiệm rất là cao khi mà chúng ta PT. Chúng ta PT càng nhiều thì lượng kinh nghiệm chúng ta nhận được càng lớn. Mắc là 5 người. Đấy. Một người thì chúng ta sẽ đánh được khoảng tầm khoảng 2 triệu rưỡi kinh nghiệm một con. Mà khi PT 2 người thì nhảy lên thành 4 triệu rưỡi một con này. 4 triệu đến 1 triệu rưỡi một con. Đây, anh em đang đi săn boss rồi nhặt được rất nhiều đồ này. Đồ hoàn hảo, tay hắc điểu này. Mũ thiết ma này. Áo ma thuật này. Đó. Thì đồ không phải là đồ full. Đồ tối đa là 2 dòng X thôi. Công việc của anh em là đi săn boss, đi săn ngọc. Đấy, đi có thể cắm chuột để cày huy chương vàng cũng được. Đây là huy chương vàng. Và bây giờ sẽ về Laurentia để chúng ta đáp ra huy chương vàng. Đấy, huy chương vàng nó sẽ rơi ở K1, K2, K3, K4. Đây là anh em đang đổi huy coi rất là nhiều sang bên Atlan này. Đấy. Đấy, Atlan anh em đang đổi huy coi. Đang đổi đồ X ở đây. Ok chưa? Giờ về bên Laurentia để chúng ta test. Rồi, ngọc sáng tạo này. Ôi, mở rộng túi đồ nữa này. Đấy, anh em thấy chưa? Có cả mở rộng túi đồ luôn. Chưa có đúng không? Ăn luôn. Chết rồi, quên mất. Thì bot lên cho anh em xem mới đúng. Đây rồi, mở rộng túi đồ đây này. Xeo lên. Đấy. Mở rộng túi đồ. Như vậy là được 2 cái rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thoát ra, thay đổi nhân vật. Thì cái túi đồ nó sẽ được nhận. Đấy, anh em đi farm quái này, đi nhặt huy chương vàng. Và chúng ta ném ra sẽ được các nguyên liệu. Cà, đây, ok chưa? Được 2 túi đồ luôn. Rất là đơn giản luôn. Đá nguyên thủy này. Ngọc sáng tạo này. Đấy, các bác hỏi là gì? Túi mở rộng đồ game đâu đấy? Boss đây. Huy chương vàng. Huy chương vàng. Ở K4. Đó. Anh em lên K4 anh em nhặt. Huy chương vàng mà ném ra. Đây. Mảnh vỡ áo giáp là nguyên liệu dùng để ép ra sói này. Ngọc ước nguyện nữa này. Anh sói này. Đây. Đấy, huy chương vàng. Bác nào đây? Bác Naruto này. Mảnh vỡ áo giáp này. Đấy. Sừng nữa này. Hãy bót lên cho anh em xem. Có. Menu. Gần auto ấy. Tham quái. Đi săn boss. Ngay bạn này bạn hỏi là gì ạ? Cho 50k point rồi giờ làm gì nữa? Thì đi săn boss thôi. Kiếm đồ. Tiếp tục ném này. Bảo hộ nữ thần này. Banh sói này. Bảo hộ nữ thần này. Ước nguyện này. Đấy. Rất là ok luôn. Ước nguyện tiếp này. Thao anh em ép đồ nhá. Ngọc sáng tạo này. Tháo nguyên thủy này. Chúng ta ép dòng vàng này. Ngọc sáng tạo tiếp này. Ra gì đây? Không ra gì luôn. À đây đây, lành sói này.
ước nguyện này, đấy rất là nhiều. Tỷ lệ ra ngọc ước nguyện khá là cao đấy. Sáng tạo này. Đấy, ngọc sáng tạo anh em có thể dùng 64 viên ngọc sáng tạo để chúng ta đổi ra 2000 Wecoin. Bảo hộ nữ thần này. Ngọc sáng tạo này. Đá nguyên thủy cho lên. Đấy, cho anh em xem biết là trên K4 chúng ta nhận được huy chương vàng. Và chúng ta ném ra được các cái đồ như thế này. Thành ngọc ước nguyện rất là nhiều luôn này. Anh em tha hồ ép đồ. Thành ngọc ước nguyện dùng để làm gì? Ngọc ước nguyện dùng để tu chân. 64 viên ngọc ước nguyện chúng ta sẽ lên được một cấp. Ok. Tiếp tục. Nhanh sói này. Tiền này. Đấy, tỷ lệ cũng khá là thấp đấy, cũng không cao đâu. Hên xui anh em ạ, hên xui luôn. One hit này. Ngọc ước, ngọc sáng tạo này. Ngọc ước nguyện này, nó bay xa đấy nhỉ. Nữ thần này, thì đây là các nguyên liệu dùng để ép ra sói này. Số lượng 6 luôn này. Số lượng 3 này. Cái này số lượng 6 này. Ngọc sinh mệnh này. Rất là nhiều đồ luôn. Ngọc ngà châu báu. Ngọc sáng tạo này. Tiền. Đá nguyên thủy. Cái những tách cái là biết đá nguyên thủy luôn. Ngọc ước nguyện này. Ngọc sáng tạo này. Đá nguyên thủy. Ok. Như vậy chúng ta đã nhặt được huy chương vàng ở trên K4. K1, K2, K4. Và chúng ta ném ra được các cái đồ như này. Đấy, nguyên liệu dùng để ép ra sói này. Ba lô để mở rộng túi đồ này. Đấy, và ngọc ngà châu báu. Đấy, anh em vừa cắm chuột, anh em vừa nhặt đồ. Vừa lên được master, vừa reset được và chúng ta vừa nhặt được đồ. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em trong con game mu-vk.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.